mất rồi, đồng mất bánh rồi, mất chim cây. Xin mến chào bạn, ghi hình chiếc 920 kéo ngoài trong địa phận ấp An Thọ mở đầu ra. Tài gì không bạn, đầu ra quá cát không? Quá là đi hết nổi, quá cát rồi. Móc nữa các bạn, đồng móc bánh nữa các bạn. Móc chim cây. Đầu chim cây nha các bạn. Lót luôn mảnh cái các bạn, sẵn lót luôn mảnh cái. Đầu ra ra các bạn. Này trong cái sâu nó khó ra. Rồi lên đường an toàn các bạn.
tiếp tục lên tủ các bạn. Bát này sắp tới đây rồi, quá cá kìa, hút lên. Xe bắt đầu ra nha các bạn. Nhưng mà xu ra cũng không được nhiều các bạn. 5 tấn mấy, 6 tấn. Xe nãy anh em mình ra cũng 6 tấn. Xu mình đi theo cũng khó ghi hình các bạn. Hình nó được chuẩn xác quá. Quá đắt quá. Quá cắt luôn, phức cái sâu khó thấy mà. Đi lắc cái dữ. Tiếp tục các bạn. Cô ra đường các bạn. Rồi lên đường an toàn rồi các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ.